chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là ngày 2 tháng 4 và hôm nay là một ngày chủ nhật. Và vì đang trong cái mùa là hoa canary nở trước cái mùa hoa anh đào, vì vậy cho nên là ngày hôm nay á, mình cũng có ra được một tí. Hiện giờ là mình đang đứng ở trạm xe buýt để mình chuẩn bị bắt xe để đi tới một cái ngọn quả núi á. Thì ở cái quả núi này thì có nhiều cái cây hoa canary, là cái cây hoa màu vàng nhỏ nhỏ, nếu mà dịch sang tiếng Việt có thể gọi là hoa chuông vàng á. Thì một chút nữa thì mình sẽ tới cái ngọn núi ấy để chụp hình. Ngọn núi ấy tên là Ưng Bông San. Hiện nay thì mình đang cùng với lại một bạn cùng phòng á, đang đứng ở trạm xe buýt để chờ xe buýt. Thì có vẻ như là cái khu này thì xe buýt chưa có đến á, cho nên là mình vẫn đang đợi. Mọi người thấy đường phố Seoul thế nào ạ? Đường phố Seoul hôm nay á, thì là chủ nhật, vì vậy cho nên là đường phố cũng vắng hơn mọi ngày. Mọi ngày á, thì tại vì người ta phải đi làm, đi học cho nên là đường sẽ đông hơn. Hiện nay thì đang là khoảng gần 11 giờ rưỡi thì đường thì nó vắng như thế này. Mọi người chắc là nghe giọng mình thì cũng hơi nghe nó cảm cảm đúng không ạ? Thực chất là mình bị cảm một tuần rồi, vừa sổ mũi mà vừa bị ho rất là nhiều nữa. Hôm nay thì vẫn chưa có khỏi nhưng mà máu chụp hình quá cho nên là đi thôi. Hello, và bây giờ là mình với lại bạn của mình đã lên trên xe buýt rồi. Thì bây giờ mình đang di chuyển ra cái ngọn núi ấy. Thì từ nhà mình ra ngọn núi ấy thì mất khoảng nửa tiếng đi xe buýt đó. Bây giờ là tụi mình đã xuống xe buýt rồi và đang trên đường để đi bộ lên chân núi á. Chắc là sẽ dốc đây. À, thấy cái cầu thang rồi này. Bây giờ thì mình sẽ đi lên cái bậc thang này để đi lên trên núi ha. Wow, cái bậc thang này thì khá là cao đó. Bây giờ thì mình đang trên đường đi lên đỉnh núi đó. Thì ở đây đang nghỉ giữa chừng ở một cái khu cầu gỗ. Mọi người có thấy mình đang ở một cái khu cầu gỗ không? Thì thời tiết ngày hôm nay thì khoảng 13 đến 15 độ. Ánh nắng bây giờ thì cũng không có phải là quá gay gắt nhưng mà vẫn có ánh nắng. Mình sợ hôm nay là bị lạnh cho nên là có mặc nhiều cái lớp áo như thế này. Nhưng mà thật ra bây giờ thì lại không lạnh lắm. Nói chung là thời tiết rất là đẹp. Có nắng nè, có gió mát và cũng không lạnh nữa. Cho nên là đi picnic ngày hôm nay cũng rất là vui, rất là thú vị. Mình thì đang đi lên trên cái dốc này, vẫn tiếp tục là đi leo lên trên núi. Ở Hàn Quốc á, ở Seoul nó có rất là nhiều núi, tha hồ mà mọi người đi leo bộ luôn. Hai bên đường thì có hoa vàng vẫn nở rất là nhiều. Ở trên cao á, mình có thể nhìn được toàn cảnh của Seoul. Thì có rất là nhiều nhà cao tầng với lại những cái chung cư cao tầng ở đây. Con sông mà mọi người đang thấy chính là con sông Hàn bắc ngang thành phố Seoul. Mình thì đang đứng lưng chừng núi thôi. Khu này thì có một cái khu mà có cái lan can á, để mọi người nếu như mà muốn chụp hình hoặc là muốn xem toàn cảnh Seoul thì có thể xem. Mọi người có thấy Seoul đẹp không? Mọi người có thấy cái con đường mà những người dân Hàn á, họ đang đi bộ đi lên trên núi nè. Đấy, họ đang đi bộ đi lên trên đây. Có rất là nhiều con đường để đi trên núi. Ở đây cũng có một cái cầu thang nữa. Hello mọi người, mình đang đứng ở lưng chừng núi và cái cảnh đằng sau lưng mình chính là nhìn Seoul từ trên cao. Mọi người có thấy là Seoul có nhiều tòa nhà cao ốc và chung cư không? Ở đây đang có mấy anh mà mấy ảnh gắn mấy cái cây chong chóng á lên trên cái cầu này để nhìn cái cảnh cho nó đẹp hơn á. Nhìn đẹp ha mọi người. Đó mấy ở bên Hàn thì họ rất là xuyên trong cái việc mà là trang trí cảnh nè. Mình nhìn rất là đẹp.
hiện nay thì đang có lễ hội ở đây đó, và mọi người thì đang ở dưới thì mọi người đang ăn, có một số nhóm người thì họ đang đi cầu thang xuống nữa. Ở đây cũng có ca nhạc nữa nè mọi người. Mọi người đã thấy toàn cảnh Seoul chưa? Bắc ngang qua sông Hàn ở Seoul đó thì có 30 cây cầu nhé. Nếu như mình nhớ không lầm là có 30 cây cầu bắc ngang qua sông Hàn ở Seoul. Thì mình đang đứng ở trên cao, ở trên núi á, thì mình quay được toàn cảnh của một khúc sông Hàn ở đây. Mọi người cũng thấy có những tòa nhà cao cao đúng không? Thì cái tòa nhà mà cao nhọn nhọn ở xa xa lấp ló ở đằng sau mây đó, đó chính là tòa nhà Lotte, là tòa nhà cao nhất ở tại thành phố Seoul bây giờ. Mình cũng được tặng một cây chong chóng nè. Ở đây thì có một cái bàn mà họ phát chong chóng miễn phí cho mọi người. Thì mọi người muốn ghi cái gì ở trên những cái cánh chong chóng á thì đều có thể sẽ được ghi. Thì mình ghi hai cánh thôi. Một cánh là tên của mình để kỷ niệm, còn một cánh là sẽ ghi là Seoul, núi Eunbongsan năm 2007 để kỷ niệm cho chuyến đi ngày hôm nay. Chong chóng rất là đẹp và quay trong gió, ôi nó quay kìa dễ thương quá.